Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị lớn nhất nước về quy mô dân số và kinh tế, đóng góp rất lớn vào tăng trưởng GDP và ngân sách cả nước. Tuy nhiên, tăng trưởng GDP quý 1 năm 2023 không như kỳ vọng, và để vực dậy kinh tế thành phố thì bên cạnh nỗ lực của từng ngành, từng lĩnh vực, thành phố rất cần sự hỗ trợ từ phía trung ương, các bộ ngành trong việc tháo gỡ vướng mắc thể chế, cho phép thí điểm cơ chế chính sách đủ mạnh. Tại tọa đàm tháo gỡ vướng mắc thúc đẩy kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh phát triển do Báo Người Lao Động tổ chức, theo các chuyên gia, bước vào năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh đối diện với 3 thách thức. Một là hạ tầng, vấn đề tồn tại nhiều năm qua chưa giải quyết được. Hai là chưa đánh giá hết những tác động, nhất là đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ sản xuất kinh doanh. Ba là tác động bất ổn của vĩ mô từ quý 4 năm ngoái tiếp tục lan sang năm nay, có những vướng mắc tháo gỡ được, có cái vẫn đang tồn tại. Với những nỗ lực hiện nay thì tôi tin rằng đó là tình hình thể cải thiện tốt hơn trong 6 tháng cuối năm, và cách làm thành phố hiện nay tôi cho rằng là đi đúng hướng, có nghĩa là giải quyết những vấn đề căn cơ về thể chế và cơ sở hạ tầng, bên cạnh những tháo gỡ những vấn đề tình thế từng dự án một, nhất là hàng trăm dự án liên quan lĩnh vực đồng sản, liên quan đất đai v.v. Về giải pháp tình thế, cần ra những điểm nghẽn có thể xử lý được để hấp thụ được dòng vốn đầu tư công, nhất là thị trường bất động sản. Để phục hồi kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh cũng phải dựa vào vĩ mô, tức là tăng sức mua của thị trường bằng cách triển khai chính sách kích tổng cầu nội địa, đẩy mạnh tín dụng tiêu dùng. Quyết liệt nhất đó là Ngân hàng Trung ương đã ban hành hai cái chính sách cơ bản, một là điều chỉnh giảm lãi suất, hai là cơ cấu lại nợ giữ nguyên nhóm nợ. Tới đây chúng tôi sẽ gắn cái chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp vào cái việc mà thực hiện hai cái cơ chế này thông qua việc ký kết trực tiếp tại các quận huyện, sở ngành cũng như là ký kết chuyên đề ở cấp thành phố. Hiện nay cái mặt bằng chung lãi suất đang điều chỉnh theo xu hướng giảm, vì vậy các ngân hàng phải chủ động giảm lãi suất cho vay để đảm bảo tuân thủ các quy định về lãi suất, đảm bảo là hỗ trợ cho doanh nghiệp. Giảm thuế giá trị gia tăng thì cũng là một giải pháp rất là tích cực. Các cái mức thuế suất giảm thì có thể là xem xét ở một mức cao hơn để tác động trực tiếp đến người tiêu dùng trong cái điều kiện khó khăn này. Triển khai ứng dụng từ những cái giải pháp kỹ thuật, kể cả về ngành thuế, ngành công nghệ thông tin v.v. thì cho phép để đơn giản hóa để mà các cái thủ tục này được triển khai nhanh. Về giải pháp căn cơ, nghị quyết thay thế nghị quyết 54 nếu được thông qua và áp dụng ngay sẽ gỡ được nhiều điểm nghẽn, giúp tăng sức hấp thụ vốn không chỉ cho Thành phố Hồ Chí Minh mà còn lan tỏa cho cả vùng. 7 nhóm vấn đề và hơn 40 nội dung. Thì phải nói lần đầu tiên nếu được Quốc hội thông qua, lần tiếng thành phố có một hệ thống cái thể chế liên quan đến phân cấp phân quyền, và thứ hai là chính sách động lực mà chưa bao giờ có. Và với cái sự chuẩn bị hiện nay, kể cả ban hành nghị định của chính phủ và các cái dự án chương trình mà thông qua đồng nhân dân, thì đây là cách tháo gỡ rất căn cơ về mặt thể chế. Cơ chế cho Thành phố Hồ Chí Minh nó cũng đồng thời phải nhanh chóng chuyển thành cơ chế cho các cái đường thông về hạ tầng, những cái tắc nghẽn hạ tầng giải quyết cho thành phố cũng là phải thông cho cả cái vùng này, thì lúc đó là mới xử lý được vấn đề một cách trọn vẹn. Thành phố Hồ Chí Minh là vì cả nước, đi trước vì cả nước. Những cái hình mẫu phát triển mà Thành phố Hồ Chí Minh có được nó sẽ là cái hình mẫu cho cái đất nước này. Đây tuyệt nhiên không hề là ưu đãi. Đây là sứ mệnh, đây là chức năng để làm cho cái đất nước này nó tốt lên. Cùng với cơ chế, chuyên gia nhấn mạnh Thành phố Hồ Chí Minh muốn vượt lên thì phải biến mình trở thành trung tâm hội nhập quốc tế của đất nước, thu hút những con sếu đầu đàn hay những con đại bàng về làm tổ. Cách đặt vấn đề như cảng trung chuyển Cần Giờ, sâu xa phía sau là sự bùng nổ về tài chính và thương mại, chính là dự án mang tính đột phá gần nhất. Chuyên gia cho rằng đây là hướng đi đúng đắn, Thành phố Hồ Chí Minh cần đặc biệt lưu ý và coi như là ưu tiên hàng đầu.